Ok, nào. Nay mình sang cái chuyên đề mới. Chuyên đề về đạo hàm. Đạo hàm. Cái chủ đề thứ nhất. Chủ đề 1. Đó là định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm. Định nghĩa và ý nghĩa của nó. Cái chủ đề đầu tiên. Bạn ghi bài này. Đấy, phần thứ nhất A lớn. Lý thuyết. Lý thuyết nha. Đây ghi này này, một nhỏ. Định nghĩa đạo hàm. Định nghĩa đạo hàm. Ghi là như sau, cho hàm số f(x) nó xác định trên cái khoảng từ A đến B nhá, xác định trên khoảng từ A đến B và thấy có một cái giá trị x0 nằm trong khoảng AB này nhá, xác định trên khoảng AB và có giá trị x0 nằm trong khoảng AB. Nếu tồn tại cái giới hạn hữu hạn. Đấy, nếu tồn tại giới hạn hữu hạn đấy là lim x tiến đến lim cái x tiến đến x không nha, lim khi x đến x không này của fx trừ đi fx không trên x trừ x không thì cái giới hạn đó gọi là sẽ gọi là đạo hàm của cái hàm số fx tại x0. Lúc đây nó gọi là đạo hàm của hàm số fx tại x0. Ghi và đã ghi vào xong rồi thầy giải thích. Đây nha, các bạn quan sát này. Ở đây thì có một cái giới hạn. Đây, các bạn để chú ý với cái giới hạn này. Đấy, lim khi x tiến đến x0 của này. Fx trừ fx0 trên x trừ x0. Cái công thức này thì phải phải nhớ thôi. Nhá, cái này phải phải nhớ thôi. Và cái giới hạn này bắt buộc nó phải ra là giới hạn là một hữu hạn. Giới hạn hữu hạn tức là gì? Tức là kết quả là một con số các bạn nha. Kết quả nó là một con số cụ thể. Nó khác với giới hạn là vô cực hay giới hạn vô hạn đấy. Giới hạn vô cực là chúng ta khi tính lim nó ra là gì, cộng hoặc trừ vô cùng đúng không, cái này mình học rồi đấy. Đấy, nếu giới hạn nó tiến đến nó ra là cộng hoặc trừ vô cùng thì nó không phải là hữu hạn nhá, nhớ là khi giữa kết quả này tính nó phải ra một con số đấy, thì cái con số đấy, cái giá trị của giới hạn đấy nó gọi là đạo hàm nhá, cái giới hạn đó gọi là đạo hàm của hàm số tại x0 đấy. Và như vậy người ta sẽ ký hiệu như sau, người ta sẽ ký hiệu đạo hàm tại điểm x0 là f phẩy tại x0 này, f phẩy tại x0.
Đấy, tức là gì? Tức là f phẩy tại x0 nó chính là bằng lim khi x tiến đến x0 của fx trừ fx0 trên x trừ x0. Được chưa? Và mà hoặc ra là cái kết quả này là kết quả nó phải là một số nhá, chứ nó không thể là vô cùng được. Mà nếu kết quả của cái lim này mà tính ra là vô cùng ấy thì chứng tỏ là hàm số này là gì? Nó không có giới hạn. À, nó không có đạo đạo hàm tại x0. Đây. Ở đây ghi chú ý này. Chú ý. Đấy, tức là bây giờ khi chúng ta tính lim nhá. X tiến đến x0 của fx này trừ fx0 trên x trừ x0 thì nó có hai khả năng xảy ra. Một là kết quả này ra một con số, hay là giới hạn này là giới hạn hữu hạn đó. Được chưa? Con số hay là giới hạn hữu hạn. Cái thứ hai nó ra là gì? Vô cùng cộng hoặc trừ vô cùng, hay là giới hạn đây là vô cực. Đúng không? Thì nếu giới hạn này là hữu hạn là một con số thì cái số đấy chính là đạo hàm. Được chưa? F phẩy tại x0 chính bằng cái số chúng ta vừa tính ấy. Còn nếu mà tính giới hạn của cái lim này nó ra là vô cực chẳng hạn thì chắc chắn mình sẽ bảo là không tồn tại. Không tồn tại đạo hàm tại x0. Nha, chúng ta sẽ không tồn tại đạo hàm tại x0. Đấy, giới hạn nếu bạn tính ra một số thì đấy chính là đạo hàm. Còn giới hạn nó không phải là con số, nó là vô cùng thì lúc đấy mình bảo là không tồn tại đạo hàm. Để lưu ý thầy nhá. Rồi, đấy là cái thứ nhất về định nghĩa. Định nghĩa. Rồi bây giờ ghi hai nhỏ, hai nhỏ là cách tính đạo hàm bằng định nghĩa. Cách tính đạo hàm bằng định nghĩa. Định nghĩa chính là dùng cái trên để tính. Thì ở đây thầy sẽ có hai cách tính như sau. Hai cách. Nào, có hai cách nha. Cách số 1. Đó là thầy sử dụng cái công thức ở trên. Sử dụng công thức là f phẩy tại x0 là bằng lim giới hạn này, lim khi x tiến đến x0 của fx trừ fx0 trên x trừ x0. Cách một dùng cái công thức này, dùng chính cái chúng ta học ở trên ạ. Thì là lấy ví dụ nhá. Ví dụ này. Ví dụ là tính đạo hàm của hàm số sau tại không. Câu A này. Cũng cái chỗ đấy là bằng F phẩy tại x0 nó bằng cái số mình vừa tính được. Bằng cái số vừa tính. Nào, ví dụ thầy cho hàm số sau đây nhỉ, fx này. Ví dụ là bằng x bình cộng 2x
Tại điểm x0 của thầy là bằng 1. Nhá, bằng 1 chẳng hạn. Thì bây giờ sẽ tính như sau. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta tính cái lim. Đúng cái công thức của nãy nha, lim này. X tiến đến x0 là x tiến đến 1. Được chưa? Fx này. Đây, công thức nó sẽ là fx này. Trừ f0 là trừ đi f1. Trên x trừ 1 đúng không? Bây giờ thay số này. Fx thì thay đúng cái công thức ban đầu vào thôi. X bình cộng 2x vào đây. F1 thì bạn lấy 1 bạn thay vào hàm này. Lấy 1 và thay vào hàm này có thể ra là 3 không em? Sẽ được kết quả là 3 nhá. Trên x trừ 1. Rồi. Đây là tính lim nhá. Khi tính lim thì có phải chúng ta sẽ thay vào không? Mình thay cái giá trị 1 vào thử xem ra bằng mấy. 1 thay vào thử được mấy các bạn? Thay 1 vào thử là bao nhiêu nhỉ? Thay chưa các em? Thay đã bao nhiêu Sơn? Mà không chia không thì Ừ, cái này thay mà nó không trên không đúng không? Vậy thì mình phải phân tích nhân tử ra. Để khử cái vô định đi. Từ của nhân tử ra sẽ là x trừ 1 x cộng 3. Lấy mẫu là x trừ 1. Đấy, thì lúc này x trừ 1 hết nhá. Chúng ta thay bằng là lim. X thì đến 1 của x cộng 3. Đấy, như đóng ngoặc vào nhá. Thì lúc này thay 1 vào mình được kết quả là 4. Thì 4 đúng là một con số chưa? Đấy, chúng ta bảo là nếu kết quả là một con số này thì đây đúng là một con số rồi. Đấy, đây cũng là đúng một con số rồi thì mình sẽ kết luận là vậy. F phẩy nhá, F phẩy tại cái điểm x0 là F phẩy tại 1 đó. Chính là bằng 4. Đạo hàm tại 1 là bằng 4. Được chưa? Được. Rồi. Bây giờ các bạn tương tự bạn làm theo câu này. Nhá, làm theo cái mẫu vừa rồi. Tính cho thầy là đạo hàm của fx bằng trừ x bình cộng 2x cộng 1 tại điểm x0 bằng trừ 1. Rồi. Tính nào. Bạn tính xong bạn chụp lên để chúng ta đối chiếu nhá. À, bạn lưu ý nhé, cái này khi mình tính này. Lim cái x tiến đến trừ 1. Fx này. Trừ đi f tại trừ 1. F tại trừ 1 các bạn ra mấy nhỉ? Đó là trừ 2 đúng không? Trừ đi trừ 2. Lấy mẫu này x trừ x0 là x cộng 1. Để rút gọn đi. Trừ x bình cộng 2x cộng 3. Đấy, thì cái này bạn bấm máy ấy, bạn thấy nó là nghiệm có nghiệm là trừ 1. Đúng không? Thì có phải là x cộng 1 nhân x trừ 3 gì? Tuy nhiên ấy, ở đây mình nhớ là hệ số này nó có dấu trừ, hệ số A là trừ 1. Thì mình nhớ đặt thêm dấu trừ vào đây nhá. Đấy, thì x cộng 1 nó hết. Lúc này là x tiến đến trừ 1. Đổi dấu luôn thành 3 chữ x viết cho gọn. Và ly này bằng 4. Thì nhớ sau khi ra con này là 4 xong ấy. Thì chúng ta sẽ kết luận là gì? Đây sẽ là giá trị của đạo hàm. Chứ còn nếu đây 4 mà mình chưa nói gì thì làm gì đâu có kết quả đạo hàm đúng không? Vậy. F phẩy tại trừ 1. Còn này bằng 4. Đấy. Thì đây là cái cách tính đạo hàm thứ nhất. Nhá. Là sử dụng chính công thức ở bên trên đi cả. Nhá. Sử dụng chính công thức ở bên trên. Đây còn một cách tính nữa. À, còn một cách tính nữa. Cách tính số 2. Cùng ghi. Cách 2. Này nha. Cái này thì khi tính chúng ta sẽ sử dụng thêm một cái nữa là
người ta trong quá trình làm bài nhá, thì mình sẽ có hai cái đại lượng, một cái là delta x và một cái là delta y. Đấy, khi gặp các bài đỡ đạo hàm nhá, delta x thì nó sẽ bằng là x trừ đi x không, người ta nó gọi là, nó tên gọi là số ra của biến số tại x không, số ra của biến số tại x không. Đấy, còn cái delta y ấy, thì nó bằng là f của f của x không cộng delta x trừ đi f x không. Đấy, nó tên gọi là số ra của hàm số ứng với delta x tại x0. Nói chung hiểu nôm na là delta x nó là số ra của biến, delta y nó là số ra của hàm. Ra là cái gì? Cái chữ ra này là gia tăng đấy các bạn, là cái phần chênh lệch ấy. Đấy, trong công thức là hai cái trừ nhau đây này. Đấy, hai hàm hai hai x trừ x0 này, đấy là cái phần gia tăng ở trong giữa hai hai cái đại lượng này. Rồi, thế bây giờ mình chỉ nhớ cái cách tính nữa thôi. Bây giờ mình sẽ có công thức cách làm của nó như sau này. Bước 1. Đấy, cái bài này khi mà tính một số ra thì nó sẽ dừng như thế này. Bước 1 này. Mình sẽ gọi, hoặc là mình giả sử. Giả sử delta x sẽ là số ra đây, của cái biến số x tại x0. Được chưa? Đấy, thì lúc này mình sẽ suy ra, mình sẽ tính cho thầy cái delta y. Suy ra là delta y sẽ bằng nhá, f của x0 cộng delta x trừ đi f(x0). Tính cái này chưa? Sau đó sau bước 1 xong rồi sang bước 2 là bạn lập cho thầy cái tỷ số của delta y trên delta x. Lập cái tỷ số của hai cái này, delta y trên delta x. Sau khi lập xong mình nhớ rút gọn đi luôn nhá, cho nó gọn. Sau đó bước 3. Bước 3. Chúng ta đi, chúng ta sẽ tìm cho thầy lim giới hạn khi delta x tiến đến 0 của delta y trên delta x. Đấy, tìm cái giới hạn này. Đấy, và nếu cái giới hạn này nó ra bằng một con số, được chưa? Nếu nó ra một con số bằng a, thì nếu nó bằng a là một con số thì mình sẽ kết luận là gì? F phẩy tại x0 ấy chính bằng bằng a. Được chưa? Nhớ thầy có ba bước này nhá. Bước 1 này, bước 2 này, bước 3. Nói tóm lại là trong bước 1 xác định cho thầy hai thứ là delta x, giả sử delta x này, xong mình tính delta y. Bước thứ hai là lập cái tỷ số của hai thằng này ra. Và bước thứ ba là bạn đi tính cái giới hạn của cái tỷ số này khi delta x tiến đến 0. Bây giờ thầy lấy ví dụ mẫu. Đây, ví dụ tính đạo hàm của hàm số sau này tại x0. Câu A này thì cho fx bằng 1 trên x tại x0 của thầy bằng 2 nhá. Và đây là chúng ta tính theo định nghĩa nhá, tính theo định nghĩa nào. Trước hết này, giả sử đấy, delta x là số ra của cái biến số x nhá. Đấy, tại điểm x0 bằng 2. Thì lúc này mình sẽ suy ra delta y. Cái câu đầu tiên là cái câu dẫn thôi nhá. Thì mình nhớ sửa cái x0 trong đề bài theo tùy từng theo bài của mình nhá. Ở đây là x0 bằng 2 này. Delta y này, theo công thức này này, f của x0 của delta x. X0 đây là bằng 2 nhá. 2 cộng delta x. Được chưa? F của 2 của delta x trừ đi f(x0) là trừ đi f(2).
Giờ f của 2 cộng nhân x trừ đi f2. Rồi, thế giờ mình sẽ thay vào này. Cái công thức của fx ở như ở đây trên này này. Fx đây đúng không? Là 1 trên x cái gì? Thế vậy f của 2 cộng delta x. F của 2 cộng delta x là bạn sẽ lấy cái này. Bạn thay vào cái kiểu mẫu này thôi này. Giờ f của cái gì thì lấy cái số trong đấy thay vào cái x đúng không? Để cứ biến. Vậy thằng này sẽ thành là 1 trên 2 cộng delta x. Đấy, còn f2 thì là 1 phần 2. Đúng chưa? Thế bây giờ thầy phải tính tỷ số này. Bây giờ thầy sẽ quy đồng nó lên. Thầy quy đồng lên cho nó gọn. Mẫu chung thì là có phải 2 nhân với 2 cộng delta x không? Tử nhá, quy đồng này, thằng này tử thằng này 2 này. Trừ bên này là trừ 2 trừ delta x. Rồi. 2 với trừ 2 hết đúng không? Vậy thì ra được là trừ delta x trên 2 nhân 2 cộng delta x. Đấy. Đấy, đấy là delta y. Thì sau khi có delta y xong mình sang bước số 2 đúng không? Là mình tính cái tỷ số đấy. Mình tính cái tỷ 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 số của delta x trên delta y. Nào. À, có delta y trên delta x, delta y trên delta x này sẽ bằng delta y thì là trừ delta x trên 2 nhân 2 cộng delta x. Có phải là em sẽ chia không? Chia delta x cái gì? Đấy, trên thì thầy ghi chia này cũng được. Thì lúc đấy khi chia này có phải thằng này sẽ nhân số mẫu không? Đấy, nó sẽ nhân số mẫu nó thành như này. Lúc này hai con delta x là nó hết. Nó còn là trừ 1 trên 2 này là của 2 cộng delta x. Đúng không? Thành như này. 2 nhân với 2 cộng delta x. Lúc này thầy đi tính tính lim. Lim khi delta x tiến đến 0 của delta y trên delta x. Thì ở trên cái công thức thầy đã rút gọn nó đi rồi. Đó là trừ 1 trên 2 nhân 2 cộng delta x. Thì delta x ở đây thay bằng 0 nhá, thì mình thay cái này bằng 0 đúng không? Cứ cái delta x thay bằng 0. Vậy có phải ra ra trừ 1 phần 4 không? Thì mẫu sẽ là 2 nhân 2 mà. Là 4. Thì trừ 1 phần 4. Đấy, trừ 1/4 thì đây là một con số cụ thể đúng không? Nó là một con số cụ thể thì đây chính là đạo đạo hàm. Đấy, vậy. Đấy, đạo hàm là f phẩy. Đấy, x0 ở đây là 2 nhá, f phẩy tại 2. Chính bằng trừ 1/4. Đấy, thì cái cách tính này nó tính bằng số số ra thì viết viết nó hơi khó viết hơn. Nhá, nó hơi khó viết hơn một tí. Đây là thầy lấy làm viết cho một công nữa cho quen này. Nào, câu B này. Thế thì cho hàm số khác. Cho hàm học khác nhé. Chúng ta cùng cùng tính. Đây, của hàm mà x bình trừ 1 đi. Đấy, tại x bình trừ 1 tại x0 ví dụ bằng
cộng 1. Đấy, nhá, dựng cho hàm hàm này. À, bắt đầu lại lại thực hiện lại giả sử. Giả sử delta x nó là số ra của x tại x0 của tôi 1 nhá. Thì đây suy ra thì delta y là bằng f của x0 của delta x là 1 cộng delta x trừ đi f x0 là f1. Thay vào này. X0 cộng delta x à 1 cộng delta x thì bây giờ cứ chữ x thì thay thành 1 cộng delta x. Mà cái hàm của bạn đang là x bình trừ 1 nhá. Thì thay vào đây thành là 1 cộng delta x tất cả bình trừ 1. F1 1 thay vào bằng 0 rồi. Thì đằng sau hết rồi. Cái này mình nhân tung hết nó ra này, hàm là thức thôi. A bình này cộng 2AB cộng với B bình. Đúng đúng chưa? Đấy, A bình cộng 2AB cộng B bình. Đấy, nó ra nên đi như thế này. Đấy là delta y sao? Bây giờ bạn tính cho thầy là delta y trên delta x. Đấy, delta y trên delta x. Vậy thay rồi này. Vậy là 1 này. Cộng 2 delta x. Cộng với delta x tất cả bình. Trên delta x. À xin lỗi, từ từ chỗ này bị tính tính nhầm, từ từ cái bước trên này đang bị tính lỗi. Khoan 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 khoan, cái này thay vào đây là mấy nhỉ? F tại 1. Ừ đúng rồi, bằng không là đúng rồi, nhưng mà cái con 1 này đấy mình quên quên chưa ghi này, trừ 1 đây cơ mà. Thì hai con một này hết sẽ ra là 2 delta x cộng với delta x tất cả bình. Được chưa? Đấy, nó ra như vậy. Thế vậy nó sẽ bằng này. Delta y là 2 delta x cộng với delta x tất cả bình. Đấy, trên delta x thì thực ra hai lần trên tử để có delta x thì mình chia bớt delta x đi. Đấy, ông đầu tiên chia xong thì còn 2. Ông thứ hai chia xong thì còn delta x thôi. Được chưa? Đấy, thành như này. Thì bây giờ đến đây là mình đi tính lim. Lim khi delta x tiến đến 0 của delta y trên delta x. Mình thay vào này. 2 cộng delta x. Đấy thì lúc này thay delta x bằng 0 ở đây, quả giá 2 cộng 0 là 2 không? Đây kết quả này là một con số nhá. Đây mình sẽ kết luận là vậy. Đạo hàm là f phẩy tại không, f phẩy đây tại 1 là bằng 2. Đó thì đấy là cách tính bằng số ra nhá, cách tính bằng số ra delta x với delta y. Đấy, bây giờ các bạn áp dụng, các bạn tự làm thành một câu vào trong vở của mình nhá. Tính đạo hàm của hàm số sau. Đây. Tính đạo hàm của hàm số này vào trong vở. Tính bằng công thức số ra vừa rồi. Câu này là ra 3 đúng không? Câu này kết quả là f phẩy tại trừ 1 là bằng 3. Ok, nào, thêm cho thầy một câu D này. Fx của thầy bằng một trên x trừ 1 tại không của thầy bằng 3. Rồi các bạn tính nào, tính giới hạn của hàm, tính đạo hàm của hàm số này tại x không bằng 3. Ok.
Câu này sau khi tính đạo hàm xong ra là trừ 1/4. Rồi thì cái bài hôm nay về cái phần tính đạo hàm nó xoay quanh cái này nhá, thì nó có cái dạng bài nữa ở trong cái phần này, thì lấy luôn là ví dụ ở chỗ này luôn nhá, không phải tách riêng bài tập nữa. Một cái bài ví dụ như này này, bây giờ nó bắt là tính đạo hàm của cái hàm số fx tại cái điểm x bất kỳ, x bất kỳ bằng định nghĩa đấy, tại một điểm x bất kỳ, tức là mình đây nó bắt mình tính là tại điểm x không đúng không đấy, nhưng bây giờ là x không nó đã thay thành x rồi. À, thì bây giờ cách tính nó vẫn sẽ tương tự như ở trên. Bạn sẽ ghi nhá. Ví dụ câu thứ nhất này, thầy cho hàm F là bằng x mũ 3 đi. À, giả dụ thế, x mũ 3. Tại x bất bất kỳ nhá, tức là không cho một giá trị cụ thể nào nó hết. Thế giờ vẫn giả sử delta x sẽ là số ra của biến số tại x sẽ là số ra của biến số tại x, đúng rồi, suy ra thầy delta y sẽ là vấn đề là gì, f của x không nhá, bạn hãy nghĩ đi trong đầu, x không chính là cái chữ x này nhá, f của x không của delta x thì thành là x cộng delta x trừ đi f không là trừ đi fx. Nào mình cùng cùng tính này, bé thay vào đây nhá, x thì thay thành là x cộng delta x này, x cộng delta x tất cả mũ 3 được chưa, trừ đi fx là trừ đi x mũ 3 bằng, thì cái thằng đầu tiên mình sẽ dùng hàm là thức bậc 3 để mình khai triển, bạn nhớ không, a cộng b tất cả mũ 3 sẽ được là a mũ 3 này cộng 3a bình b cộng với 3ab bình BU3. Còn nếu ở đây mà là dấu trừ thì bạn nhớ được sửa dấu này, cái dấu này thành dấu trừ nhá. Được chưa? Đấy thì giờ khai triển ra thành là x mũ 3 này cộng 3 lần x bình nhân delta x này cộng 3 x nhân với delta x tất cả bình cộng với delta x tất cả mũ 3 và trừ x mũ 3. Vậy thì hai con x mũ 3 này sẽ hết. Đúng không? Mình còn là 3x bình delta x cộng 3x nhân delta x tất cả bình cộng với delta x tất cả mũ 3. Tức là thầy đã tính xong được cái delta y. Thì bước tiếp theo chúng ta vẫn tính thì cái tỷ số của delta y trên delta x. Nhá. Thì bạn để ý tất cả bạn ở trên này đều chứa delta x không? Này, thằng nào cũng chứa delta x hết. Bây giờ coi như mỗi thằng này thì chia cho một cái trên delta x. Thì thằng đầu tiên sẽ còn là 3x bình. Thằng thứ hai sẽ còn là 3x nhân delta x, bình phương thì mất một lần đi mà mũ 3 thì mất đi một lần, thì còn delta x tất cả bình đấy, thì đây là tỷ số delta y trên delta x này. Tiếp theo là bạn đi bạn tính lim lim khi delta x tiến đến 0 của delta y trên delta x của 3x bình này cộng 3x nhân delta x này cộng delta x tất cả bình. Đấy thì có phải tất cả những thằng delta x này thay bằng không vào thì hai thằng sau hết rồi. Vậy các bạn kết quả phải bạn ra là 3x bình không? Mà rõ ràng khi x là một con số cụ thể thì 3x bình cũng cũng sẽ là một số. Đúng không? Chắc chắn đây là một một số rồi. Thế chẳng qua là x đây bài đề bài chưa cho rõ thôi. À vậy chúng ta sẽ kết luận là vậy. F phẩy tại điểm x bất kỳ nhá, của cái thằng x mũ 3 thì chính là bằng 3x mũ 2. Đó. Đấy, thì đây là cách để tính được đạo hàm của các hàm số. Đấy, tức là người ta sử dụng là điểm x bất kỳ. Điểm nào cũng được. Điểm nào cũng được thì chúng ta tính ra công thức này. Đấy. Hai từ bài này được ra mình có thể suy ra một cái công thức đó là gì, đạo hàm của x mũ 3 này này. Thì chính là bằng 3x mũ 2. Đó.
Rồi, đấy là thầy ví dụ thế. Bây giờ bạn thử làm cho thầy câu B, áp dụng xong câu B. À, bây giờ tính cho thầy hàm số f(x) bằng này. X mũ 2 cộng 2x nha, tại x bất bất kỳ. Rồi, các bạn tính luôn cho thầy này. Sẽ là cái công thức đạo hàm của thằng này sẽ là cái gì? Dùng định nghĩa để tính cho thầy. Bài này nếu mà các bạn tính nó ra công thức của nó f phải ấy, nó chính là bằng 2 cộng 2. Đây nhá, đáp án đúng sẽ là cái này. Bây giờ để sang cái phần tiếp theo. Đấy là chúng ta biết từ định nghĩa rồi này, rồi cách tính đạo hàm và định nghĩa. Bây giờ chúng ta có cái phần thứ ba, ý nghĩa hình học của đạo hàm. Ý nghĩa hình học của đạo hàm. Đấy, ý nghĩa hình học của đạo hàm. Nào, thì ý nghĩa hình học của nó như sau. Ví dụ thầy cho cái hàm số y bằng fx nhá. Đấy, y bằng fx, ví dụ nó có đồ thị là đường cong C chẳng hạn. Đồ thị là C. Cho cái hàm số này. Chúng ta sẽ thấy là đạo hàm của cái fx ấy, là hàm của fx tại x0. Nó chính là hệ số góc. Chính là hệ số góc của tiếp tuyến. Hệ số góc của tiếp tuyến của cái đồ thị C ấy. Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị C tại cái điểm có hoành độ, tại điểm có cái hoành độ là x0. Đây nhắc lại này, cái đạo hàm của fx tại x0, đạo hàm của fx tại x0 chính là f phẩy tại x0 đấy. Nó là hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm có hoành độ là x0. Hoành độ là x0 nhá. Tức là từ cái câu này mình sẽ đúc kết ra là cái gì? Tức là f phẩy tại x0. Đấy, nó chính là hệ số góc của tiếp tuyến. Hệ số góc của tiếp tuyến tại cái điểm M chẳng hạn, tọa độ nó là x0. Hoành độ thì là x0 nhá. Nếu mà x0 thay vào cái hàm này có phải là ra là fx0. Đó. Hệ số góc là gì chúng ta học rồi. Nếu ví dụ hàm số cho dạng này này, y bằng a nhân x ấy, à, ax cộng b ấy, thì cái thằng a là chính là hệ số góc. Hệ số của x này là hệ số góc. Này hồi lớp 9 mình học rồi. Được chưa? Thì đây là ý nghĩa hình học. Và từ cái ý nghĩa hình học này này, người ta ra một công thức rất quan trọng nhá. Đó là phương trình tiếp tuyến của cái đồ thị hàm số y bằng fx đấy, của cái đồ thị này tại điểm, ví dụ điểm M, tọa độ là x0 y0 nha. Phương trình tiếp tuyến của cái đồ thị hàm số tại điểm M tọa độ x0 y0 sẽ là mình nhìn như sau nhá. Y bằng này f phẩy tại x0 nhân với x trừ x0 cộng y0. Đóng khung cái công thức này vào các bạn ơi. Đóng khung công thức này vào. Đây, bây giờ thầy lấy ví dụ luôn. Ví dụ này, tiếp tuyến luôn này. Đây, ví dụ. Thầy cho cái hàm số y bằng chữ x bình, đồ thị gọi là đồ thị C nhá. Để yêu viết phương trình tiếp tuyến
của cái đồ thị C. Ví dụ là tại điểm, đấy, câu A, tại điểm M có cái hoành độ là 2. Được chưa? Là 2. Rồi câu B, tại điểm N nó có tung độ. Đây. Tại điểm N có tung độ. Ví dụ tung độ là trừ 9 chẳng hạn. Đấy, ví dụ như này. Ở đây là mình sẽ tính khi mình chưa biết gì về các cái công thức tính đạo hàm nha, tính thông thường và định nghĩa mà như vừa rồi thôi. Thì trước hết bây giờ để làm được những cái này thì bạn bắt buộc bạn phải tính được cái đạo. Đây này, hoành độ là 2 nhé, phân tích này. Hoành độ là 2, tức là mình sẽ có là cái x0 bằng 2. Nhá, x0 bằng 2 thì bây giờ nhìn trong công thức này này, để công thức này viết được thì mình phải xác định là ba thứ. F phẩy là x0, đạo hàm là cái thứ nhất này. X0, y0. Đấy nha, bạn nhớ phải xác định là ba thứ. Bạn có đủ ba cái này thì bắt đầu thay công thức này. X0 này, y0 này và f phẩy tại x0. Thì bài này cho x0 rồi này. Đấy, thì có phải mình lấy cái x0 này mình thay ngược vào cái hàm số này em ra được y0 đúng không? Còn f phẩy thì mình tính theo định nghĩa như vừa rồi mình làm. Đây. Với câu A nhá. Ở đây thì nó cho là x0 bằng 2 rồi. Thì thầy suy ra là y0. Y0 là chính là y tại 2 đấy bạn. Hay là f tại 2 đấy. Y tại 2 thì đây là y là trừ x bình không? Thì trừ của 2 bình. Đây được là trừ 4. Như vậy thực ra em sẽ ra tọa độ của điểm M, tọa độ là 2 trừ 4. Là cái thứ nhất. Cái tiếp theo giờ bạn tính đạo hàm. Thì bạn phải đi tính lim. Đúng không? Dùng cái cách số 1 vào đấy, tính cho nó gọn. Lim khi x tiến đến 2 này. Đấy, f của fx trừ đi f2 trên x trừ 2 đúng không? Fx là trừ x bình. Đấy, f2. F2 chính là cái trên vừa tính cả y tại 2 cả. Đấy là trừ 4. Trừ đi trừ 4. Trên x trừ 2 bằng. Cái này có phải trừ x bình cộng 4 không? Đấy, đặt trừ ra thì có thể là gì? X trừ 2 thì x cộng 2 phân tích nhân tử ra. Lấy mẫu x trừ 2, triệt tiêu đi. Trừ của x cộng, cộng 2. Vậy là nếu chỗ này mình thay ra là âm 4 đúng không? Đấy, âm 4. Như vậy là cái lim ở đây trường hợp này là bằng trừ 4. Bây giờ bạn đã có đủ tất cả mọi thứ thế này. X không có này. Y không đã có luôn này. Rồi là đạo hàm thì cái này vì giá trị này là giá trị cụ thể nhá, thì đây nó chính là f phẩy tại cái số đấy luôn, là f phẩy tại x0, f phẩy tại 2, có luôn cả đạo hàm luôn luôn rồi đấy. Thì bây giờ thầy thay hết vào công thức này thôi. Đấy. F phẩy tại x0 này, x0 này, y0 này. Đấy, từ đây sẽ thì em viết tiếp tiếp tuyến của cái đồ thị C tại điểm M tọa độ là 2 trừ 4 sẽ là này y bằng f phẩy trước này, f phẩy ở đây mình tính ra là âm 4 không, x trừ x không là x trừ 2 cộng y không là cộng với âm 4, sau đó bạn thu gọn phương trình này là bạn ra nhân ra không phải là trừ 4x này cộng 8 trừ 4 đấy, cộng 8 mà trừ đi 4 thì thành là cộng 4 đấy, thì đây phương trình mình cần đây này, trừ 4x cộng 4. Đấy, trừ 4x cộng 4. Đây là câu B. B thì viết sang đây nhá. Đấy, B viết sang đây bảo là tung độ bằng trừ trừ 9. Thì theo đề bài này là y0 là bằng trừ 9 các bạn. Thì ra mà y y không thì thay y bằng 9 vào đây. Được chưa? Đấy, vậy thì suy ra là trừ x không bình bằng trừ 9.
Vậy là x0 bằng 3 hoặc trừ 3 đúng không? Như vậy thực ra em có hai điểm điểm N các bạn ạ. N tọa độ là 3 trừ 9 hoặc N tọa độ là trừ 3 trừ 9. Có hai con luôn. Đấy, có hai con luôn. Thì bây giờ mỗi con sẽ có một cái đạo hàm riêng đúng không? Bây giờ để tính cho một cái nhá, cái khác cần tính tương tự như vậy. Ví dụ đấy, ví dụ với N tọa độ là 3 trừ 9. Bây giờ mình tính đạo hàm vào nhá, mình sẽ tính lim. X0 trường hợp này của nó là 3 nhá. X0 trường hợp này là 3 mà. Đấy. Lim khi x tiến đến x0 này, x tiến đến 3 này của fx trừ đi f3 trên x trừ 3. Fx là trừ x bình f3. 3 thay vào là trừ 9, là trừ đi trừ 9 trên x trừ 3. Chỗ này là 9 trừ x bình này, vậy là x trừ 3 x cộng 3 và có cả dấu trừ đúng không? Vậy triệt tiêu đi, nó còn là lim x tiến đến 3 của trừ của x cộng 3, vậy ra là trừ 6. Đấy, thì giá trị cụ thể lên đây nó chính là đạo hàm f phẩy tại 3 đây. Tức là bạn đã có f phẩy bằng trừ 6, x0 thì là 3 y0 bằng trừ 9. Được chưa? Đây là y0, đây là y0 nhá. Đây là f phẩy, là x0 này. Thì đây em sẽ suy ra là phương tiếp tuyến. Của cái đồ thị C đấy. Tại điểm N, tọa độ là 3 trừ, 9 sẽ là đấy, y đạo hàm là bằng âm 6 này nhân x trừ x0 cộng với y0 thu gọn lại. Trừ 6x này, 18 mà trừ đi 9 thì là cộng 9. Đấy, xong là em sẽ đi viết nốt trường hợp sau với thằng còn lại. Đấy, với ví dụ với n tọa độ là trừ 3 trừ 9 thì nó ra như thế nào. Đấy, viết tiếp cái này là mình ra. Hiểu, hiểu, hiểu cách viết chưa? Tuy nhiên đấy, nếu cách viết như thế này thì nó đang hơi bị thủ công. Tại vì cái bước tính đạo hàm này, này cái bước tính đạo hàm này nó sẽ lâu. Nó hơi lâu ở ở đây. Đấy, thì cái này nó sẽ nhanh hơn này, cái bước này này. Nó sẽ hơi lâu một chút thôi. Đấy, còn sau cái bài này khi mình học về công thức tính đạo hàm ấy, thì mọi thứ nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều nhiều. Nhá, nhưng mà cái bài đầu thì cần các bạn phải nhớ cách tính bằng định nghĩa này này. Đấy, đặc biệt trong một số bài tính bài toán về tự luận này, thì thầy cô sẽ bắt em phải tính bằng tay này, tính theo kiểu định nghĩa này. Chứ còn về sau khi học hết các công thức đạo hàm thì em không cần phải nhớ lắm những cái này nữa. Nhá, chỉ làm sao thuộc hết công thức tính đạo hàm của mọi hàm số thôi. Đấy, đây là ý nghĩa về hình học là liên quan đến tiếp tuyến của đồ thị hàm số. Nào, phần dưới này. Đấy là đến phần 3 là ý nghĩa hình học, đúng không? 4. Ý nghĩa vật lý của đạo hàm. Ý nghĩa vật lý của đạo hàm. Nào, ý nghĩa vật lý thì thực ra nó có nhiều ý nghĩa đó, nhưng mà giới thiệu một một cái ý nghĩa vật lý của nó thôi nhá. Nó là liên quan trong cái bài toán chuyển động. Trong cái bài toán chuyển động mà biến đổi đều nhá. Cái này là đã học hồi lớp 10 ạ. Thì trong bài toán chuyển động biến đổi đều ấy, nó sẽ có ba đại lượng chính. Thứ nhất là quãng đường. Quãng đường hay là ly độ thứ đấy. Tọa độ là S. Thứ hai là vận tốc là V. Và thứ ba là gia tốc là A. Đấy, thì trong bài toán biến đổi đều ấy thì nó có ba đại lượng chính như này. Thì khi em học cái đạo hàm nhá, em sẽ có cái liên hệ như này này. Đó là đạo hàm của quãng đường sẽ ra vận tốc.
Đạo hàm của vận tốc sẽ ra gia tốc. Đây này, đóng khung vào. Đấy, nếu mình biết điều này thì một số bài về vật lý mình giải cái này tương đối nhanh. Đấy, nhưng mà nếu mình không nắm được cái này thì giải rất là mất thời gian. Mà không giải được ấy. Được, được chưa? Đấy, chuyển động biến đổi đều. Để lấy cho một câu thì nói nhé. Một câu về về đạo nhé. À nhưng mà thôi từ từ đã, cái này học về công thức thì tính đạo hàm nó sẽ nhanh hơn. Thôi rồi, bây giờ như này, bây giờ hướng dẫn luôn về các quy tắc tính luôn. Đấy thì và toàn bộ bài hôm nay là mình tính liên quan đến định nghĩa rồi nhá. Chủ đề một là về định định nghĩa. Đây này, chủ đề thứ nhất là tính đạo hàm bằng định nghĩa. Bây giờ mình ghi ra thầy sang cái chủ đề thứ hai luôn. Chủ đề hai. Là các quy tắc tính đạo hàm. Đấy, các quy tắc tính đạo hàm. Các quy tắc tính đạo hàm. Như thế thì sau cái này thì nó cũng chỉ toàn là công thức thôi. Lý thuyết. Đấy thì khi học xong cái này mình sẽ thấy là tính mọi thứ nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều các bạn. Đấy, khi các bạn có công thức tính đạo hàm thì các đạo hàm số tính nó không phải thủ công như trước nữa. Không phải viết đến hàng chục dòng như vậy nữa, mà mỗi hàm khi chỉ viết đến một hai dòng là xong rồi. Một là các quy tắc. Đấy, đầu tiên thầy cho này. U, V, V kép. Ví dụ đó là các hàm số. Ví dụ là các hàm số. Biến x chẳng hạn nhé. Ở đây thường là mình khi đạo hàm là biến x. Nha, là các hàm biến x. Hàng K là hàng số. K với C. K với C là các hàng số. Được chưa? Đấy. Thì khi các bạn làm việc nó sẽ thế này này. Khi thì có là U cộng V mà đạo hàm. Nhớ quy tắc này, đạo hàm của tổng bằng tổng các đạo hàm. Các bạn sẽ bằng là U phẩy cộng với V phẩy. Nhá, tức đạo hàm của tổng hai cái hàm số này sẽ bằng đạo hàm của từng thằng cộng với nhau. Hiểu hiểu nhỉ? Đấy, đạo hàm của tổng và tổng đạo hàm tương tự. Đạo hàm của hiệu cũng bằng hiệu các đạo hàm. Tổng hiệu nhá, bây giờ đến tích. Đạo hàm của tích U nhân V thì nó không phải bằng tích các đạo hàm đó nhá. Rồi như sau, nó bằng là U phẩy nhân V trừ đi V phẩy nhân U. Em sẽ đạo hàm lần lượt từng thằng một. Này, ông thứ nhất đạo hàm này, xong nhân ông thứ hai, xong ông thứ hai đạo hàm nhân ông thứ nhất. Hiểu ý không? Nhá. Đấy, ông thứ nhất đạo hàm nhân ông thứ hai rồi chữ A cộng, xin lỗi đây là dấu dấu cộng với dấu trừ. Đấy, ông thứ nhất đạo hàm nhân ông thứ hai cộng với ông thứ hai đạo hàm nhân ông thứ nhất. U phẩy V cộng V phẩy U. Đấy là đạo tổng hiệu tích này này, giờ đến thương. À tích thì còn cái loại này nữa, đó là U nhân V kép. Ví dụ nếu là không phải hai hàm mà là ba hàm đi. Nhiều hơn hai, ba trở lên. Ba này thì bây giờ công cách làm như sau nhé, mình sẽ đạo hàm lần lượt từng thằng một. Đạo hàm thằng thứ nhất này. U phẩy nhân V kép. Đấy, thằng nhất đạo hàm hai thằng sau giữ nguyên nhá. Cộng với U nhân V phẩy nhân V kép cộng với U nhân V kép phải. Tóm lại là em đạo hàm từng thằng. Đấy, U phẩy này, xong đến V phẩy, xong đến V kép phải. Còn những cái thằng chưa đạo hàm thì cứ giữ nguyên, sau đó cộng hết bọn nó lại với nhau. Thấy chưa? Đạo hàm từng thằng một nha, cứ thằng nào có cái dấu phẩy mình là mình đạo hàm nó. Đấy, tổng hiệu tích rồi này, giờ đến thương là U trên V. Đạo hàm
U trên V đại hàm thì công thức sẽ bằng là U phẩy V trừ đi V phẩy U. Tất cả chia cho V bình. Đấy, nó gần gần giống như công thức của cái tích ấy, nhưng mà nó là dấu trừ. Ở đây với trường hợp này là V khác không thì nó là mẫu mà. Được chưa? Đấy, rồi còn ví dụ nếu có là K mà nhân với một hàm số U nào đấy mới đạo hàm. K là hàng số nhá. Thì mình sẽ đẩy được K ra ngoài. Đấy, K nhân U phải. K nhân U phải. Đấy, thì đây là cái quy tắc để mình tính. Khi tính đạo đạo hàm sẽ sử dụng khi mình tính. Được chưa? Các cái quy tắc tính. Để sang bên này. Nào, ghi tương này 2. Ghi xuống dưới đi. Các cái công thức tính đạo hàm. Các công thức tính đạo hàm. Thì bây giờ bạn kẻ thầy một cái bảng. Kẻ thêm một cái bảng vào trong vở. Kẻ thêm hai cột thôi. Hai cột. Bên này là đạo hàm của hàm số sơ cấp. Của hàm số sơ cấp. Bên này là đạo hàm của hàm hợp. Hàm hợp. Đấy, bây giờ thầy cứ viết cột thứ nhất trước, từ lá cột thứ hai thì hướng dẫn sau. Nào, sơ cấp thì đầu tiên có công thức thứ nhất đấy. Ví dụ nếu bạn có C là hàng số nhá. Thì bất cứ hàng số nào mà đạo hàm, tất cả các hàng số đạo hàm đều ra bằng không. Một mình nói đúng một mình nói. Khi đạo hàm hàng số ấy ra bằng không. Được chưa? Tiếp theo đạo hàm của x mũ n. Đạo hàm của x mũ n sẽ bằng là n nhân x mũ n trừ 1. Em lưu ý này. N này bạn hình dung nó như kiểu cái mũ á. Đấy, bạn làm cho rơi cái mũ xuống. Nè, nó rơi cái mũ từ cái thằng x này này xuống. Nó rơi ra khỏi đầu thằng x này. Nó thành n ở ngoài này. Sau đó là trên đầu nó lúc này là còn n trừ 1. Mũ n trừ 1. Nó giảm số mũ đi 1 nhá. Được chưa? Đấy. Tiếp theo này. 1 trên x. Đạo hàm. Thế bằng là trừ 1 trên x bình. 1 trên x đạo hàm bằng trừ 1 trên x bình. Ở đây điều kiện để xác định là x phải khác không. Rồi là căn x mà đạo hàm sẽ ra là 1 trên 2 căn x. Đấy, vì căn là giấy mẫu nên là x phải lớn hơn không. Tiếp này. Sin x đạo hàm. Đấy, sin mà đạo hàm thì ra là cos. Cos x đạo hàm thì ra là trừ sin. Nha, sin đạo hàm thì là cos, cos đạo hàm là trừ sin. Tiếp theo. Tan x mà đạo hàm sẽ bằng là 1 trên cos bình. Cô tăng x đạo hàm ra bằng trừ 1 trên sin bình. Đấy, 4 này là về lượng giác được chưa? Mấy cái hàm kia làm cơ bản. Đấy, cái này về lượng lượng giác. Rồi tiếp nữa. Vì mình học hàm mũ loga rồi. Đấy, học mũ loga rồi ghi thêm mấy cái công thức về hàm mũ loga. Hàm mũ trước nhá. Nào, đầu tiên là e mũ x. Đạo hàm thì vẫn là e mũ x. Nhưng mà nếu là a mũ x. Đạo hàm thì ra là a mũ x nhân với loga nepe của a.
nên mới LNA. Đây là mũ. Hàm loga thì hàm đặc biệt của nó là loga NP là NX. Đã hàm bằng 1 trên x. Rồi hàm không phải đặc biệt này, loga cơ số A của x mà đạo hàm. Nha, của x mà đạo hàm thì bằng là 1 trên x nhân với ln của A nhân loga NP của A. Đây thì kẻ dài thêm cái bảng xuống dưới đây nhá. Đấy. Tức là các bạn nếu bạn không muốn tính dài như những cách trên ấy thì bạn bắt buộc học thuộc cái bảng này nhá. Bạn nhất định là phụ thuộc cái bảng này và bạn thuộc cái thầy đầu tiên là cái cột ở bên trái, tức là hàm hàm số sơ cấp trước, hàm sơ cấp trước. Lát nữa thầy sẽ lấy cho chúng ta tính gẫu vài ví dụ ra đây. Bây giờ đến hàm hợp. Hàm hợp là như thế nào nhá, giải thích hàm hợp này. Đấy thì ví dụ chẳng hạn bạn có như này, hàm fx bình thường bạn sẽ có thế này này. Ví dụ bạn có là 2x trừ 3 chẳng hạn. Đấy, nhưng mà ví dụ bạn có hàm f của x bình đi thì nó sẽ là 2x bình trừ 3. Tức bây giờ cái chữ x ấy, cái chữ x ở đây này thì nó được thay thành x bình. Tức bên trong này là hàm theo không phải theo x mà là theo x bình. Thì giờ đây đây là thầy lấy ví dụ cái hàm dạng dễ nhất, cơ bản nhất, dễ kiểu nó đơn giản nhất. Đây, hoặc là như này này. Thử thằng khác nhá. Ví dụ là bạn có thể là có fx là bằng x cộng 1 trên x trừ 2. Thế nhưng mà ví dụ là f của sin x chẳng hạn. Đấy thì bạn sẽ có là gì? Sin x cộng 1 trên sin x trừ 2. Hiểu không nhỉ? Tức là bây giờ không phải là f, không phải là x trong đây nữa mà là hàm này là hàm theo cái biến này này. Đây là hàm theo sin. Được chưa? Hàm này thì gọi là hàm hợp nhá. Mình hiểu nôm na nó là hàm trong hàm. Đấy. Thì đối với hàm f ấy thì sin này nó là cái biến đúng không? Nhưng mà trong cái thằng sin này thì x này là biến của cái này. Đấy, hàm trong hàm nó tầng tầng lớp lớp vào đó thì đây là hàm hợp. Thì trong khi mà là hàm hợp nhá thì mình sẽ nhớ luôn luôn là ví dụ thầy cứ gọi là cái hàm hợp đây là hàm hàm u. Đấy, nó là f của u ấy, f phẩy của u nhá. Thì u này là với u này là u là một cái hàm số của x. Đấy, u đây là ux. Đấy, đã hàm của u và u đây là một hàm số của x. Thì bây giờ nó sẽ có những công thức tương ứng ở bên này. Cái dòng đầu nhất thì là thằng số đạo hàm thì không có gì được, nhưng mà thằng dòng thứ hai bắt đầu có. Đây. Nó không phải là x mũ n nha, mà là u mũ n. Đạo hàm. U mũ n. Nha bạn để ý nha, nó thay cái x này này thành u này. Đấy, u mũ n mà đạo hàm thì bằng n nhân u mũ n trừ 1. Bạn nhận giống bên kia chưa? Nhưng bên này nó khác ở bên kia là nó luôn luôn nhân thêm một lượng nó là u phẩy. Nhớ này, khi làm là luôn là nhân thêm u phẩy vào. Cứ nhân thêm u phẩy vào công thức ở bên trái là ra. Tiếp tục nha, thằng thứ hai nhá. Không phải 1 trên x là mà là 1 trên u. Đạo hàm. 1 trên u và đạo hàm. Đấy, thì nó có phải là thay x thành thành u nhá, thay x thành u. Bây giờ là x bình ở dưới mẫu thì thành u bình ở mẫu này. Nó thành là trừ 1 trên u bình đúng không? Trừ 1 trên u bình nhưng mà phải nhân đến u phẩy. Nó sẽ thành là trừ u phẩy trên u bình. Tóm lại là em cứ nhớ là công thức bên trái sang bên phải nhá. Từ cột 1 sang cột cột 2 này. Đây này. Từ cột thứ nhất mà sang cột 2. Thì làm điều đó là đầu tiên là thay x thành u. Thứ hai là nhân thêm u phẩy. Đấy. Cứ nhớ là làm như này thì chắc chắn là mình sẽ ok, là mình sẽ nhớ được công thức ở bên cột thứ hai, cứ thay x thành u sau đó thêm nhân thêm u phẩy vào. Vậy đến thằng thứ ba này, căn u mà đạo hàm sẽ bằng là u phẩy trên hai căn u. Mình kia rằng là 1 trên 2 căn x mà, thì bây giờ 1 trên 2 căn u xong nhân thêm u phẩy vào. Tiếp tục sin u mà đạo hàm, sin là hàm không phải ra cốt đâu, cốt u nhân nhân với u phẩy thì em viết lên đầu này để cho nó đỡ bị nhầm vào trong cái hàm số cốt, viết cái u phẩy lên trên đầu để cho nó đỡ bị dính vào trong cái cốt này. Rồi cốt u đạo hàm. Đấy, cốt đạo hàm thì trừ sin đúng không,
Đấy, thì nhân lên mũ phẩy vào đây. Rồi tan. Tan U mà đạo hàm. Đấy, U phẩy trên cốt bình U. Cô tan U mà đạo hàm. Trừ U phẩy trên sin bình. Nhá. Tiếp nữa là E mũ U đạo hàm. Thì là E mũ U này. Nhưng nhớ nhân lên U phẩy nữa. Đấy, các bạn để ý bên này toàn cứ nhân lên U phẩy vào này. Đấy, nhân lên U phẩy. Công thức bên phải chỉ cần là bên trái thay thành U, sau đó thì nhân lên U phẩy vào là xong. Tiếp theo là A mũ U đạo hàm này. A mũ U này nhân LNA này nhân thêm U phẩy. Rồi logan EP của U là NU đạo hàm này thì bằng U phẩy trên U. Rồi loga cơ số A của U đạo hàm. Đấy, mẫu thì nó sẽ thành là U nhá, U nhân LN của A này nhân thêm U phẩy trên trên tử nữa. Đấy, bạn ý nhá, công thức nào mình cũng tự nhân U phẩy vào là ok. Đấy, thì vậy là từ hàm sơ cấp mà ra hàm hợp ấy, thì bạn cứ chuyển U thành U phẩy này, à chuyển X thành U này, sau đó nhân thêm U phẩy vào là xong. Đấy, thì đây là bảng đạo hàm. Bây giờ thầy lấy ví dụ một vài câu nho nhỏ nhá sang bên này để các bạn biết sơ sơ, còn để mà hiểu sâu cái này để hôm sau mình nói thêm nha. Bài nhà hôm nay chỉ nói về cái phần đầu tiên kia thôi, bằng định nghĩa thôi nhá. Bây giờ thầy lấy một vài ví dụ sử dụng cái bảng này. Ví dụ yêu cầu tính đạo hàm nhưng mà bằng công thức, cái kia là tính theo định nghĩa nhá. Nào, ví dụ đây cho fx này. À, fx ví dụ thầy cho là 2x bình trừ 1 trên x cộng với 3 lần căn x. Đấy, ví dụ thế này chưa? Thằng này nhá. Thì khi tính đạo hàm này f phải, thì bạn để ý ở trong này này, ở đây nó không phải là một hàm mà nó gồm tổng hợp có mấy hàm. Thì mình sẽ dùng công thức ở đầu tiên này này. Đó là đạo hàm của tổng với của hiệu ấy. Thì bằng tiểu tổng hiệu các đạo hàm thì lấy tách nhỏ ra. Đúng không? Đấy, thì thành là tổng hiệu các đạo hàm nhá. Sau đó bạn lại nhìn tiếp như cái hệ số này. Đấy, như hệ số này thường là mình sẽ đẩy ra bên ngoài. Đúng không? Đấy, K đây này. Công thức ở đây này, K nhân U này, đạo hàm K nhân U thì bằng K nhân U phẩy. Tức là cái hệ số trong một cái tích này này nó sẽ không bị đạo hàm mà nó sẽ đưa ra ngoài. Vậy chỗ này thành là 2 nhân đạo hàm của x bình. Cái này tí thầy ra công thức cả thể nhá. À, cộng 3 nhân với đạo hàm của căn x. Thì đạo hàm của x bình sẽ dùng cái gì? Đạo hàm của x bình sẽ dùng công thức này này, x mũ n. À, nhìn cái bút thầy đang chỉ này. X mũ n thì đạo hàm có phải là bằng n nhân x mũ n trừ 1 không? Đấy, n nhân x mũ n trừ 1 vậy là thành là đạo hàm của x mũ 2 sẽ là 2 nhân x mũ 1. Đúng không? 2 x mũ 1 chính là 2x. Đấy, cái này là 2 nhân 2x này. Tiếp theo này, 1 trên x. Đây này, 1 trên x đạo hàm ở đây thì bằng là trừ 1 trên x bình nhá. 1 trên x đạo hàm bằng trừ 1 trên x bình. Căn x. Đây này, có này. 1 trên 2 căn x. Đấy, sau đó bạn thu gọn nó vào thôi. 2 với 2x là 4x. Trừ trừ thành cộng. Cộng 3 trên 2 căn x. Đấy, thì đây chính là cái cách đạo hàm mình nhá, dùng các quy tắc này. Đấy, các quy tắc đây. Rồi các cái công thức ở bên này. Kết hợp lại tôi đã đạo hàm xong một hàm. Đấy, cái này mà nếu mà dùng công thức cách bằng định nghĩa mà đạo hàm thằng này thì không biết giáo viên mới xong luôn. Đấy chưa? Cái này mà già mà đạo hàm bằng tay theo kiểu định nghĩa mà rồi thì rất là lâu. Nhá, không được tí nào cả. Đấy, thì đây khi có công thức làm rất là nhanh. Ok chưa? Đấy, rồi tiếp tục. Ví dụ khác đi. Fx nha, bằng
ví dụ là 1 phần 2 sin x trừ 3 nhân với cos 2x trừ 3 nhân cos 2x cộng với tan của 3x, ví dụ thế. Ví dụ chỗ này thầy chọn các hàm lượng giác đi thì dùng công thức này. Cái hệ số thì bạn nhớ là trong hệ trong khi đạo hàm thì hệ số này không không đạo hàm cùng mà đúng không, nên là hệ số đưa ra ngoài thì thầy có thể viết luôn là 1 phần 2 nhân vào đây. Nhìn trong công thức này, sin đạo hàm thì ra là cos. Đấy, sin đạo hàm bây giờ nó sẽ là cos đây, chỗ này f phải nhá. Đấy, sin đạo hàm thì đây sẽ thành là cos x trừ 3, hệ số viết ra ngoài này. Nhưng đến đến đây này, lưu ý này, ở đây là công thức của mình là cos x đạo hàm, nhưng mà đây cos này không phải cos x các bạn ơi, cos đây là cos của 2x. Vậy thì ở đây sẽ mình sẽ hiểu cái này nó chính là cos của u. Cos u một đạo hàm thì bạn hãy dùng cái cột bên tay phải đây này, không phải là cos x thì sẽ là cos u nhá. Tóm lại là đây mà không phải là x bên trong này, cứ khác cái x thì nó sẽ là u luôn. Đấy, 2x sẽ là u mà. Đấy, không phải là cos x sẽ là cos u thì dùng cái này. Đấy, cos u sẽ là gì đấy? Trừ u phẩy nhân với sin u. Được chưa? Trừ u phẩy này. U phẩy đây u là 2x không? Trừ u phẩy nhân với sin u. Đấy. Được chưa? Tan. Nhìn tiếp này. Tan đây là tan 3x mà đạo hàm. Tan 3x thì đây công thức này là tan x mà. Thì nếu đã không phải là x thì phải dùng cột bên phải là tăng tăng u. Tăng u mà đạo hàm thì bằng là u phẩy trên cos bình u nha. U phẩy là 3x đạo hàm này trên cos bình của u là cos bình của 3x. Đấy, bây giờ mình từ từ mình làm dần này. Trong đầu tiên coi như là xong này, 1 phần 2 cos x thì chẳng có gì mà xử lý nữa rồi. Trừ 3 nhân với này bên trong nhá. Bây giờ em xem này, đạo hàm của 2x. 2 thì vẫn là hệ số đúng không? 2 là vẫn là hệ số, nhưng mà x này, x mà đạo hàm thì thực ra x đạo hàm nó giống như là x mũ 1 đấy bạn. Đó, x mũ 1 mà đạo hàm nhá. Thì có phải nó thành là 1 chứ x mũ 0 không? Mà x mũ 0 thì bằng 1 rồi. Như vậy tóm lại là x mà đạo hàm luôn ra bằng bằng 1. Ok chưa? X mà đạo hàm ra bằng 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 1. Như vậy chỗ này đạo hàm nhá, trừ 2 là hệ số rồi. X đạo hàm thì ra là 1 là hết. Đấy, nhân với sin của 2x. Bước sau mình lại thu gọn sau nhá. 3x mà đạo hàm thì 3 là hệ số, x đạo hàm thì ra thì hết ra là 1 mà, hết mà. Trên cos bình. Nào bây giờ thu gọn lại một lần nữa này. 1 phần 2 cos x trừ 3 nhân với trừ 2 là cộng 6. Cộng 6 sin 2x và cộng 3 trên cos bình của 3x. Đấy. Đây là cái cách mình sử dụng hai cái cột vừa rồi. Tóm lại là trường hợp nào là đúng ở của cái công thức bên tay trái. Được chưa? Và làm sơ cấp ấy. À, ví dụ là gõ căn x này, rồi 1 trên x này, sin x, cos x, tan x, vân vân. Thì bạn dùng cột bên trái. Nhưng nếu ở trong cái biểu thức đấy nó không phải là x, ví dụ nó là 2x, 3x hay là có thể là x bình cái gì đấy, thì chúng ta phải dùng cột bên phải. Là sin u, tan u, rồi 1 trên u, rồi căn u. Nhá. Thì khi đấy là khi quá trình làm thì mình sẽ có là cái việc là nhân thêm u phẩy này. Đây này. Nhân lên u phẩy này. Đấy, rồi nhân lên u phẩy này. Đấy, thêm một cái lượng như vậy về trong bài. Đấy, cái này thì buổi sau thầy sẽ nói kỹ cái này hơn. Rồi, ok. Thế vậy là thầy giới thiệu các bạn là đấy, hầu hết các cái phần về về đạo hàm về hai bài đầu rồi đấy. Bây giờ buổi sau chỉ cần luyện thêm về cái tính đạo hàm và công thức thôi. Chúng ta thuộc cái này thôi. Thì hôm nay bài tập về nhà nó chỉ giao về cái phần trước nhá, cái phần chủ đề 1 ấy là tính bằng định nghĩa. Nhá, sử dụng định nghĩa là tính đạo hàm ấy. Thì lát nữa thầy gửi cái bài tập lên trên nhóm. Nhá, lát thầy gửi bài tập lên trên nhóm chúng ta sẽ làm. Lớp lưu ý là nhớ sau khi kết thúc phát là mình chụp ngay cái phần vở ghi gửi lên nhóm. Được chưa các bạn? Lớp nghỉ nhá.